Hả? Anh có yêu em không? Sao em hỏi thừa thế? Anh yêu em vãi hò luôn. Yêu em như nào? Tình yêu của anh dành cho em nhá, là vô giá luôn. Vàng bạc kim cương cũng không thể nào đong đếm được luôn, em hiểu không? Anh chắc chưa? Chắc. Cái chỗ này nó đong đếm được này. Chị, tự nhiên thì lôi anh đến bảo tiếng Minh Châu làm cái gì? Mà em định dùng vàng bạc để đong đếm tình yêu của chúng mình thật đấy à? Anh chả biết gì, trang sức đẹp nói thật là yêu mà. Mà lâu nay anh có tặng em gì đâu. Ờ thì mua chứ, nhưng mà em phải để anh chuẩn bị tâm lý chứ, cái gì đúng thì thôi chứ. Tiền cũng phải lá đà rồi. Chuẩn bị bây giờ là hợp lý quá còn gì nữa. Bên bảo tín Minh Châu nghe đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng, mà giải thưởng lên đến 130 củ đây. Đổ thế quá. Với lại nha, anh mà mua hóa đơn trên 15 triệu là anh được tham gia bốc thăm bỏng phiếu có chứa giải đặc biệt với giải nhất đi. Thế nhá, anh không đủ 15 triệu thì không được cái gì à? Có chứ. Nhưng mà hóa đơn dưới 15 triệu nha, anh chỉ được tham gia bốc thăm bỏng phiếu chứa giải nhì với giải ba thôi. À rồi, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Hiểu rồi thì cứ mua thôi anh. Ê. Cái này cho chị nhá. Ôi trời ơi, à. Cho em cả cái khay này chị ơi. Ra kia. Đây là mẫu lắc khay mới nhất của bên em, là vàng 18K cao cấp nhất đấy ạ. Đấy, em đeo cái lắc này có phải đẹp hơn không? Cái này bên này đang gọi là best seller đấy. Đẹp. Đẹp chứ. Lấy. Lấy luôn. Chị ấy lấy cho em 10 cái này. Dạ vâng ạ. Thanh toán đi anh. Ừ anh thanh toán chứ, anh phải là người thanh toán mà. Ôi trời, anh quên mất. Hôm nay em kéo anh đi nhanh quá đấy, anh đi người không, anh có mang tiền đâu mà. Anh để hết ở nhà rồi mà. Hay là để anh về nhà anh lấy tiền anh thanh toán cho em nhé. Đây, em cầm thẻ của anh mà. Anh có bao giờ là cầm tiền đâu mà. Chị ơi kèm lên cho em nhé. Ôi trời ơi, không được đâu em ơi. Anh tìm gì ấy? Anh không thấy cái đồng hồ của anh ở đâu hết ấy. Ở cái cánh cửa bên trái ở trên ngày thứ 3 ấy. À đây. Ôi sao nó lại lên chỗ này nhỉ? Nó tự bay vào đấy. Em ơi, cái quần đùi của anh ở đâu ấy, anh đi tắm cái. Sao đồ của anh cứ hỏi em thế? Ở trên sân thượng ấy à. Em ơi, cái gom sát của anh ở đâu ta? Gom sát của anh hết được 2-3 ngày rồi anh ạ. À, anh không nhớ một cái gì hết. Ôi hết rồi á? Ôi giờ lấy cái gì vuốt đi quay ta? Đây em mua cho anh bộ gom sát mới này. Thấy 30Sai có bóc quà tặng Tết nên em mua cho anh đấy. Combo gom sát glam gen của 30Sai à? Vâng. Anh cứ dùng cái gom sát cũ làm gì cho nó sờ tóc ra. Tóc thì nó mỏng rồi. Từ giờ nhá, anh cứ dùng cái combo gom sáp glam gen này cho em. Nó vừa phù hợp với tóc mỏng nhá. Mùi hương lại còn nhẹ nhàng dễ chịu, mà nó còn giữ nếp lâu cực. Thôi cứ để anh dùng chứ, em nói nhiều anh có nhớ gì đâu mà. Thì em cứ nói thế, chứ em biết anh có nhớ cái gì đâu mà. May mỗi cái đấy nó dính vào người chứ không quên. Cái đấy là cái gì? Cái đấy đây. Cái gì? Đây. Nay đầu tháng mà chả thấy tinh tinh gì nhờ. Đời ơi. Đấy, được rồi đấy. Sao lại thiếu 4 lít? Thì anh để lại 4 lít để hôm nay anh đi mua áo cho hai đứa mình. Đây. Mua hẳn đôi áo này. Một xanh lè này, Mary Christmas đây này. Đấy. Tiệp thiết đàng hoàng này, đóng gói rồi phải cẩn thận đây này. Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Hostel. Chúc bạn luôn rạng ngời và tự tin khi diện sản phẩm của tự mình nhé. Đấy, phải đơn giản đâu. Thế bao nhiêu? Đôi áo này là 320 đấy. Thế còn 80 đâu? À thì hôm nay anh đi làm anh đổ xăng. Bao tiền? Hết 50. Còn 30 đâu? Thì đúng thôi. Em ơi, cho anh xin 10.000 thôi. Thôi đưa áo đây để em mặc thử xem có đẹp không nào. Mặc đôi đẹp phết nhở? Chứ gì đấy? Thế anh cứ muốn đi chơi Noel không? Muốn chứ. Giải quần áo xong rồi đi. Chi. Alo. Em à, anh đang ở dưới chỗ nhà em đây này. Xuống đi để mình đi chơi nào. Anh đợi em kẻ cái lông mày đi đã. 5 phút rồi. À thế à? Thế thì em cứ phác họa cái đôi lông mày đi. Anh đợi 5 phút được ấy mà. Úi dồi. Em đây. Tình hình là nó gấp 100 lần cái 5 phút rồi đấy. Thế em có xuống không? Lâu thế. Anh đang giục em đấy à? À đâu, anh có giục em đâu. Đã bảo là đợi đúng 5 phút rồi, nãy giờ mới được có 2-3 phút chứ mấy. Nóng tính thế nhỉ. Trời ơi. Gì? Anh vừa đi đá thêm được bát phở đấy. Em phác họa gì mà lâu thế, có mỗi đôi lông mày. Xuống đi em. Anh cứ gọi em liên tục làm cái gì? Em kiểu là cái lông mày này này, không đi
được rồi, bây giờ em cứ xuống đi, em kiếm cái gì em che cái đôi lông mày lại, anh có cách cho em. Em thấy cái chỗ này là đặc cấp không? Anh dẫn em đến đây là hơi bị hợp lý luôn đấy. Là nhìn các bạn nhân viên ở đây nhá, là toàn Gen Z không đấy, hơi bị thân thiện gần gũi luôn. Bạn anh đến đây ai làm cũng bảo là như đang ở nhà luôn. Nhưng mà anh đưa em đến đây để làm gì? Thì anh đưa em đến đây để người ta phác họa cho em cái đôi lông mày nét này nẹt luôn. Anh nói em biết là dịch vụ full xăm ở đây nhá, làm xong lông mày nhìn như lông mày thật luôn. Toàn idol top top chọn đến đây làm, anh mới đưa em đến đây đấy. Lên kia làm luôn, lên làm luôn. Bây giờ có gì đâu mà. Mà hôm nay cũng muộn rồi. Hẹn anh ngày mai mình đi chơi bù nhá. Anh biết rồi. Ngày mai anh qua đón em nhá. Em lên nhà đi. Ngày hôm sau. Em à, anh đang dưới cổng này. Em xuống đi, ta đi chơi nào. Đợi em 5 phút. Ơ tài, lại đợi 5 phút. Hôm qua anh đưa em đi làm đôi lông mày, còn đợi cái gì nữa. Thế anh không để cho em chuẩn bị quần áo à? Em không có gì mặc thế này. Ai lại còn thế à? Thế em đang nghĩ được là mình mặc gì chưa? Nghiêm rồi. Thế em mặc gì? Mặc kệ anh. Anh ơi. Hả? Hôm nay mì ngon nhỉ anh nhỉ? Thôi sao anh đưa em đi ăn tiếp nhá. À nhưng mà anh thấy cái mì đấy nó hơi nhiều dầu mỡ ấy. Mà em thì đang... Làm sao? À... Anh cứ nói thật đi. Thế thì anh nói thật là anh thấy dạo này em cứ bé béo ạ. Em ăn mấy cái đấy nó nhiều dầu mỡ vào béo hơn đấy. Vâng, tôi không cần đi ăn với anh nữa. Tôi đi ăn với thằng khác. Khổ quá, bảo nói thật thì người ta nói thật. Cái gì đúng thì thôi. Anh ơi. Ơi. Anh thấy mà cái váy này có hợp không? Thế là em muốn anh nói thật hay là nói dối? Thật chứ. Anh định nói dối em à? Thế thì anh nói thật nha. Là mấy cái váy này, người ta chân dài, người ta siêu mẫu người ta mới mặc được. Em thì đồng khúc thì mặc cái gì? Lùn đến đẫn. Vâng. Thế anh đi tán siêu mẫu ấy. Em tán tôi làm gì? Cái chi? Em bảo anh nói thật bây giờ, anh nói thật em để dỗi anh. Thật nhưng mà đừng có thật quá chứ. Thật tệ. Cho nên là hội chị em tôi nói có sai đâu mà. Hội chị em nói cái gì? Cái loại con trai thật thà có bao giờ tán được gái đâu mà. Vâng. Thế cái con gái mà nắng mưa thất thường như em ấy, anh cũng nghĩa rồi. Máu lắm.